Khói đen ngút trời, sợ. Đang cháy ở công ty Hanson công nghiệp Yên Phong. Sợ cháy trong vòng mấy phút mà cháy hết luôn. Đang cháy to anh chị ạ, cháy có vòng 10 phút mà hầu như là nát hết một xưởng luôn. Cháy nhanh và em chắc không cứu kịp. Hiện tại lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường. Đây Tuyên đang cháy công ty Hanson này, đối diện đấy nhà em này. À, công ty này công ty của ấy, Hàn Quốc. Sợ thật. Công ty này ở khu công nghiệp mà Yên Phong anh Công rồi, công ty Hanson ở Ngô Xá thấy là gì, Ngô Xá chắc là thấy khói đen xì phải không? Cháy công ty Hanson thì tây rồi. Thank you.
cái này không bay vào nhà được, cách tận mấy trăm mét. Con này sản xuất sơn dương ạ. Công ty này hầu như là không làm ca đêm, chắc không có người ở trong. Công ty Hanson. Bông lên những bông nguyên tử. Công ty Hanson là công nghiệp bên phong em mừng. Ngoài dòng yếu thế. Sáng mưa không mưa anh cậu, bây giờ mà mưa to thì lại ngon, hôm nay tự nhiên lại không mưa.
Ở đang cháy công ty ở Hanson này Hiếu ạ. Yên lặng chắc nhìn thấy khói mù trời. Ở khu công nghiệp mà Yên Phong luôn à. Đúng rồi, công ty Hanson Bắc Ninh. Không phải đi vào đây, đây là công ty Hanson. Chỗ cháy này thì xưởng nó lan hết rồi. Cháy ở công ty Hanson khu nghiệp Yên Phong. Đang cháy ở khu công nghiệp Yên Phong, công ty Hanson, Quân ạ. Lổ như bom nguyên tử, sợ. Đây cái này chỉ là kho xưởng thôi, chắc là không có công nhân. Đúng rồi, đang cháy ở công ty Hanson Bắc Linh ở Duy Mạnh. Bây giờ màn hình nhìn rộng hơn này.